Xin chào các bạn. Hôm nay Điện máy Tân Bình xin giới thiệu cho các bạn dòng máy làm đá viên, hay còn gọi là đá bi. Đây là dòng máy công nghiệp có công suất lớn. Công ty nhận đặt hàng theo yêu cầu. Công suất từ 1 tấn đến 50 tấn trong 24 giờ. Máy có cấu tạo bằng inox 304 không gỉ. Số lượng vĩ làm đá càng nhiều thì công suất làm đá càng lớn. Máy sử dụng dòng điện 3 pha. Đặt hàng từ 15 đến 20 ngày. Giao hàng toàn quốc. Đây là bộ điều khiển trung tâm. Những tính năng của máy đều được điều khiển bởi hộp điện này. Và trên màn hình hiện tại bạn đang xem là 4 vĩ làm đá. Đây là bộ khuôn đông đá. Khi máy hoạt động thì đá sẽ được đông ở đây và sau đó rớt xuống ở thùng bên dưới. Viên đá to hay nhỏ là do cái khuôn này. Khuôn được làm bằng inox 304 không gỉ, được hàn gắn một cách chính xác vào hệ thống ống đồng làm lạnh bên trong nó. Và khi đá đã đông cứng theo yêu cầu thì máy tự động xả băng để đá rớt xuống bên dưới. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, để lại số điện thoại bên dưới bình luận khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Quý khách truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo giá các sản phẩm về máy làm đá và những dòng tủ đông tủ mát khác. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên gấp các dòng tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày thực phẩm trong siêu thị. Nhận sản xuất theo yêu cầu các dòng máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy làm kem cây, kem tươi. Lắp đặt tủ cho các hệ thống siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch. Đối với những dòng máy làm đá, công ty nhận đơn hàng toàn quốc. Trước khi đặt hàng, bạn cần xác định rõ loại đá bạn cần, kích thước viên đá như thế nào và công suất bán một ngày là bao nhiêu tấn. Và chắc chắn một điều là bạn cần phải có điện 3 pha nhé. Việc đầu tiên khi bắt đầu kinh doanh bất cứ mặt hàng gì là nghiên cứu thị trường. Các chiến lược khảo sát, phân tích thị trường giúp bạn có hướng đi đúng đắn và kế hoạch kinh doanh cụ thể để nắm bắt và chinh phục thị trường đá viên. Nhìn chung, thị trường đá viên khá mới mẻ, các nơi cung cấp đá viên thường là những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và nguồn cung thấp. Bởi vậy, việc lựa chọn được xem là một quyết định đúng đắn, tuy nhiên, tùy từng khu vực đô thị hay nông thôn mà thị phần ở mỗi nơi phân bổ khác nhau. Một số câu hỏi bạn phải trả lời trước khi kinh doanh máy làm đá. Thị trường đá viên ở nơi bạn có ý định đầu tư đã bão hòa chưa? Mỗi tháng, mỗi năm người dân tiêu thụ bao nhiêu tấn đá viên, bao nhiêu tiền? Mọi người ở xung quanh bạn thích sử dụng đá viên hay đá cây hơn? Đá viên thường được đối tượng nào sử dụng nhiều nhất tại địa phương mình? Các quán cà phê, tiệm giải khát hay các trường học có nhu cầu sử dụng đá viên khá lớn? Bởi vậy, cơ sở đầu tiên của mình đặt ở nơi tập trung những đối tượng này. Sản phẩm bạn định đưa ra thị trường có thu hút được khách hàng, mẫu mã, kích thước, số lượng như thế nào? Máy làm đá viên có nhiều công suất từ 60kg 30 tấn mỗi ngày. Bởi vậy, việc thống kê chi tiết lượng tiêu thụ sẽ giúp bạn chọn máy làm đá phù hợp với khả năng tiếp nhận của thị trường, đối thủ cạnh tranh. Có bao nhiêu hộ kinh doanh đá viên trên địa bàn của bạn, họ có những thuận lợi và khó khăn gì? Ngoài việc cạnh tranh với những người cũng kinh doanh máy bán đá viên, bạn còn phải xem xét tới máy bán đá cây.